Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã bất ngờ nói lời yêu tới Cường Đô La trên trang cá nhân và gọi doanh nhân là soái ca. Trên trang cá nhân của mình, Mr. Đàm công khai bày tỏ tình cảm với doanh nhân Nguyễn Quốc Cường. Em yêu, nói thế nào để bày tỏ hết lòng anh nhỉ? Anh biết điều em làm là duy nhất và cũng chỉ dành cho anh mà thôi. Sẽ không bao giờ có một nhân vật nào trong showbiz này có thể nhận được điều đó ngoại trừ người ấy. Cảm ơn em nhiều 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 nhiều. Lắm cu tí nhé em chính là xoáy ca của lòng anh. Đây chính là những cách để mà Mr. Đàm bày tỏ lòng cảm ơn tới doanh nhân quốc cường khi mới đây, đích thân quốc cường đô la đã dùng siêu xe của mình để thực hiện một vài cảnh quay trong MV mới của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Trong đó, chồng cũ Hồ Ngọc Hà bảnh bao trong trang phục áo sơ mi trắng cùng quần Âu đền nam tính, đại gia phố núi, vốn quan hệ thân thiết với Mr. Đàm từ khi còn chung sống với Hồ Ngọc Hà. Vì vậy, vị doanh nhân trẻ này đã hào hứng nhận lời tham gia LV của người anh thân thiết. Mr. Đàm thấy rất vui khi Cường Đô Lai rất bận rộn, vẫn dành thời gian để ủng hộ công việc của mình. Nhiều người ngưỡng mộ doanh nhân quốc Cường không chỉ cho Hồ Ngọc Hà mượn siêu xe lên sân khấu mà còn hào hứng khi Mr. Đàm hoàn thành LV mới.